Rồi ok, em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Anh em xem kênh nhớ nhấn cho em xin một like và một cái nút đăng ký kênh cái bên cạnh nha. Để mỗi lần em đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay về những món đồ mà em sưu tầm. Clip hôm nay thì em giới thiệu với anh em mình là một bộ lo rời nha anh em. Đó, bộ lo này chơi lớn với anh em mình luôn ha. Thì anh em mình biết em gả cái bộ lo này trên cái model nào không? Thì bộ lo này em gả trên cái model Pioneer. Pioneer CSE900 nha. Đó, thì anh em mình có thể tra cái model Pioneer CSE900 này. Thì giá thị trường thì nếu mà hàng đẹp nguyên thùng á, giá là 20 triệu anh em. Đó, thì có chỗ là 18, có chỗ 19 ha. Nhưng mà đa phần là 20 là nhiều nha. Đó, nay rã bộ này ra bán cho anh em mình luôn. Anh em mình coi có nhu cầu cái món nào thì liên hệ với em nha. Và cái bộ này thì em xin báo trước luôn thì giá nó không có rẻ anh em. Tại gã cái thùng đâu chục triệu ra thì phải cân đối giá nha. Đó thì lâu lâu chơi với anh em mình ăn lô ha. Anh em mình coi chốt được cái nào thì chốt nha. Đó, cái nói chung là bộ này cái gì cũng khủng hết trơn anh em. Phân tần cũng khủng, trung cũng khủng luôn. Trung nó thì nó có cái hộp vậy nè anh em. Nó cái con trung của nó có hộp đây nè. Đó thì có cái hộp này cho anh em mình luôn nha. Hộp zin của nó đó. Hai cái nè. Mấy bông này ngứa lắm nha. Thì nói chung mà em cũng không có bị dị ứng gì, nói chung cũng đụng được. Còn nếu mà anh em nào mà bị dị ứng thì đụng vào ngứa lắm. Em nói chung cũng hơi ngứa một tí à, không sao. Và cặp bát ha, bát 30 xương gan mà FB. Bát 30 xương gan. Chép kèn gan 8 lỗ. Đó. Đây. Ha, và phân tần. Rung chép đầy đủ nha anh em. Và cái bộ lo này thì anh em mình biết nó giống cái bộ lo nào không? Nó giống cái bộ lo Pioneer CS99A đó anh em. Thì cái lo trung của nó thì nó sử dụng chung với cái Pioneer CS99A đó ha. Và cái lo bát này thì nó cũng giống Pioneer CS99A luôn. Nhưng mà cái này là bát 30 nha. Đó. Thì thiết kế của nó thì cũng giống y xì à. Và đặc biệt cái đây nè, cái đầu chép kèn nè. Đầu chép kèn của nó thì nó VIP nhất luôn á anh em. Đó. Thì trong mấy cái dòng Pioneer cổ á, thì cái đời này là con chép kèn nhìn mê mẩn luôn anh em ạ. Con chép này khi mà anh em mình bắt vào thùng rồi thì anh em mình có thể xoay được anh em. Anh em mình có thể xoay được. Đó. Chỉnh hướng của con chép luôn nha anh em. Chép này là chép gan nha, chép gan. Đó. Và mấy con ốc này ở đây là chưa có tháo lần nào luôn, hàng nguyên riêng nguyên bản nha. Còi gan 8 lỗ cho anh em mình ha. Đó. Nhìn cặp còi này là mê luôn anh em ạ. Đó. Này chơi lớn nha, gã cặp thùng đôi chục triệu ra để mà bán gờ cho anh em mình. Anh em mình thích món nào mua món đó nha. Đó, chứ em nghĩ cũng không có mấy ai mà gã cái bộ lo như thế này ra bán gờ cho anh em mình đâu. Cho nên là anh em mình thích món nào thì nhanh tay liên hệ nha. Đó. Và đây là cái phân tầng của em nó. Phân tầng cực kỳ khủng luôn anh em ạ. Này nói chung mà em gã bộ lo ra thì em cân đối giá thôi. Em không biết làm sao nữa. Anh em nào coi chốt được món nào chốt nha. Một tí thì em có báo giá đầy đủ cho anh em mình luôn á. Thì đây là hai cái cost server chỉnh dãy cao nha. Và cái miếng này là nó bằng nhôm luôn anh em, chứ không phải bằng nhựa nha. Cái này là bằng nhôm luôn á. Này gỡ gốc ra nè. Đó. Thì hẹn em tháo thùng ra nha. Và đây là trạm lo anh em. Đó. Thì đây là anh em mình quýnh full ran. Thì anh em mình bấm vào đây ha. Đó. Bật vào đây. Là anh em mình ghim cọc này quýnh full ran. Còn kho thì anh em mình quýnh bát riêng, mít riêng và chép riêng nha. Đó. Đây. 8 ohm made in sao băng nha. Nguyên bộ lo này là nó khủng như vậy mà nó ghi có 75W à. Phải gặp mấy anh tàu khựa chứ anh ghi cả 1000W quá. Đây. Cái sale này anh em, cái sale của phân tầng này anh em mình nhìn ghiền không? Tụ nè, mấy tụ này là tụ nhôm không á ha. Đó. Dây dắt là còn đầy đủ cho anh em mình nha, dây nhiều lắm anh em. Toàn bộ là dây không à. Nè, toàn bộ riêng 100% cho anh em mình nha. Đó. Nguyên bụi. Rồi ok. Quay lại kèn cho anh em mình xem ha. Đó. À cái kèn của nó có cái miếng này nữa. Để em đi lấy cho anh em mình xem nha. Cái kèn của nó có cái miếng này nữa nè anh em. Miếng chim này nè. Cái miếng này về anh em mình nắn lại được nha. Đó. Cái này là cái miếng này nó đậy vô đây nè anh em. Đó. Nó đậy như vậy nè. Thì anh em nào mua cái kèn này thì em sẽ gửi kèm hai cái miếng này nha. Anh em về thích thì lắp, không thích thì thôi. Đó. Nguyên bản của nó là vậy. Ha, để anh em mình hỏi gã cái thùng này ra cái miếng này đâu nữa. Thì có nhiều linh kiện em gom hết cho anh em mình rồi đó, không sót gì đâu nha. Mấy này là zin hết của hãng người ta làm nè. Đó. Này nói chung đam mê anh em ạ. Đam mê mấy gã ra giày bán chứ. Anh em nào mua được thì liên hệ em nha. Đó. Thích nhất cặp kèn này luôn anh em ạ. Kèn gan nha, kèn gan 8 lỗ. Có thể xoay được.
xây thoải mái nha, hẹn có giới hạn rồi, anh em mình xây hết mức là thôi ha, hết mức là thôi đó. Thì khi anh em mình bắt vào bốn ốc này vào thùng rồi thì anh em mình xây trong này nha, kèm móng ngựa, kèm ghe zin đẹp rồi. Để qua bên quay cái bát coi, quay bát cho anh em mình xem nha, còn khiết là zin hết anh em ạ. À, nhện đen mung luôn đó, nhện to đen mung à. Và đây là mặt lo ha, mặt lo anh em mình có thể xem đây, anh em nào gọi tí mà lô lại sao nha, đang quay hấp dẫn à. Đó, màn FB đây, gân là gân vải mềm nha, màn cực kỳ mềm và nhẹ luôn. Và đây là trạm lo xương gan nha, xương gan đó, củ lo này nha, củ từ lo ha, ok chưa. Rồi để xuống ha, nặng quá. Rồi ok, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Thì cái bo phân tầng kia thì cũng giống như bo này thôi, đầy đủ linh kiện cho anh em mình ha. Đó, và cặp trun đây, trung khủng luôn anh em ạ. À, củ từ của trung. Con này là Bioner CSE 900 nha, anh em nào quan tâm thì liên hệ. Hộp này là của lò trung, em sẽ có gửi kèm cho anh em mình ha. Đây, anh em mình coi có nhu cầu thì liên hệ với em nha. Đó, cặp lo trung này thì cái mũi nó hơi không được ken tí nha, nhìn hậm kỹ cũng không thấy đâu ha. Đó, nhìn kỹ mới thấy. Rồi ok, đó, quay lại cặp chép. Giờ không biết cần đấu giá làm sao đây. Đó, anh em mình có thể thấy nha. Đẹp quá anh em ạ. À, em khoái cặp kèn này quá. Có nhiều lúc sưu tầm lo muốn giữ lại không à, nhưng mà giữ lại không được anh em. Thấy cái nào cũng thích cũng muốn giữ lại là rất là hết vốn luôn. Phải sưu tầm rồi bán thôi, sưu tầm thích thì sưu tầm về bán lại cho anh em mình ha, chứ ôm thấy thích mà ôm lại là không có sèn để mà sưu tầm tiếp. Rồi ok, anh em mình thích món nào thì liên hệ với em món đó nha. Đó, và bây giờ thì em sẽ cân đối giá lên màn hình cho anh em mình xem. Anh em mình xem được món nào thì liên hệ với em qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha. Nếu như mà anh em mình liên hệ không được hoặc không nhấc máy thì xin vui lòng để lại giùm em một tin nhắn ha. Và anh em mình xem kênh đừng quên nhấn cho em xin một like và một cái nút đăng ký kênh nha. Em xin cảm ơn anh em mình rất là nhiều. Rồi bây giờ thì em sẽ cho anh em mình xem một vài hình ảnh và sẽ có giá trên màn hình cho anh em mình xem nha. Clip của em cũng kết thúc sau những cái hình ảnh và báo giá này. Em xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.